Xin chào mọi người, bây giờ mình đã có mặt tại Nana. Bây giờ mọi người hãy theo chân mình nhé. Let's go. Mình tên là Hà, năm nay mình 24 tuổi. Hiện tại mình đang sinh sống và học tập tại Hàn. Hôm nay thì mình đến với thẩm mỹ viện Nana để mà có thể... Mình cảm thấy là trên khuôn mặt của mình thì nó không có được hài hòa cho lắm. Lại nhất là khi mình chụp hình thì không có tự tin về cái sống mũi của mình. Vậy là cái góc nghiêng của mình nó không có được đẹp. Cho nên là phải kể đến cái chị hàng xóm kế bên nhà, thì chị đã từng phẫu thuật ở tại thẩm mỹ viện Nana. Thì chị khi mà nhìn thấy chị, cái mũi của chị thì nó rất là đẹp. Tại ra form khoảng chừng 2 tháng là có form rất là đẹp rồi. Cho nên là em cũng thông qua chị đó mà cũng biết được thẩm mỹ viện Nana và có tìm hiểu chung, nói chung là có tìm hiểu về thẩm mỹ viện rất là nhiều. Thì em quyết định là chọn Nana tại vì mấy chị ở thẩm mỹ viện Nana tư vấn rất là nhiệt tình. Thứ nhất là em vừa bác sĩ vừa vào thì em cảm thấy bác sĩ rất là hiền, rất là kiểu nói chuyện rất là nhỏ nhẹ, và khi mà nhìn vào khuôn mặt mình thì có sự phán đoán rất là nhanh. Rồi bác sĩ nắm được là mình cái mũi của em nên chỉnh phần nào. Từ năm ngoái em học chuyên ngành skincare và tốt nghiệp tại Hàn. Tại vì cái chuyên ngành của em là skincare và yêu cầu là cũng có một cái ngoại hình cũng là khá là cao, cho nên là về cái quyết định mà đi thẩm mỹ của mình thì cũng là cho tương lai. Thì đây là đầu tiên mà mình can thiệp vào thẩm mỹ, cho nên trước khi mà phẫu thuật thì mình cũng có vài cái phần lo lắng. Thì mình lên từ Kumi mà đi lên Seoul tầm khoảng 3 tiếng đồng hồ đi bus. Thì nếu như mà bạn nào ở Kumi hoặc là Seoul ở Daegu thì mình nên chọn một cái giờ nó giãn cách ra. Ibu는 원래 쌍꺼풀이 지금 생길랑 말랑 하시는 분인데 이런 분들은 대체로 굳이 절개법까지 할 필요 없고 현재 라인을 확실하게 양쪽보다 매몰법으로 확실하게 딱 잡아주면 돼. 피부 약간 두꺼운 편이긴 하지만 그럼 웬만하면 잘 안 풀려요. 코는 콧대가 낮으니까 실리콘 모형물로 콧대를 높이고 코끝은 코 안에 있는 비중격 연고를 사용해서 코 약간 살짝 들려있지, 그죠? 그대로 높이면 코가 더 들려 보이니까 들려 보이지 않게 살짝 길이 연장하면서 높여주고 요즘에 제일 유행하는 라인이 직반 라인, 근데 S라인하고 드레이트한 라인 그 사이 정도로 많이 하는데 대체로 이제 베트남 분들은 여기 또 직선 코도 많이 선호해요. 본인은 어떤 코를 또 좋아하지? 직선. 그래, 그렇게 할게. Thì bây giờ cảm thấy rất là hồi hộp và lo lắng, không biết là sau phẫu thuật là cái diện mạo của mình thay đổi như thế nào. Rất là mong đợi khuôn mặt mình hài hòa hơn, mũi cao hơn một tí và mắt to hơn một tí, thì khi mà mình make up lên thì cũng sẽ rất là đẹp và cũng rất là ăn ảnh . Bây giờ mình đang đứng trước phòng phẫu thuật đây. Bây giờ là mình chuẩn bị vào phòng phẫu thuật rồi. Hẹn gặp lại mọi người sau vài ít phút nhé. Vết thương thì em còn thấy là không có đau, nhưng mà kiểu là em hơi khát nước tí thôi. Bây giờ mình đến để tháo cái bao ngọt ở trong mũi ra. Từ phẫu thuật xong thì mình hoàn toàn cái thở bằng miệng thôi, mà nó hơi khó chịu một tí. Từ sau khi tháo bao gòn thì em cảm thấy nó rất là dễ chịu. Thì nhân viên em cảm thấy làm rất là nhanh, rất là chuyên nghiệp. Chưa kịp đâu là đã xong rồi. Tháo nẹp các chị, hẹn gặp lại các bạn từ tuần sau nhé. Dạ, trong một tuần vừa rồi thì em ở về nhà thì mình cứ vệ sinh mũi một ngày một lần thôi. Sưng thì em thấy là cái mặt của em thì nó làm xong thì nó không có sưng nhiều, tí thôi. Thì chắc là hết tuần này là chắc là không còn hết bệnh nữa. Trường lặn trước, mình cứ liên tục xuyên, mình trường một ngày có tầm 5-6 lần vậy đó. Về ăn uống thì cái ngày thứ ba em về là em cơm mà uống nước rồi đi chơi cũng bình thường, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn sau 3 tuần nữa nhé. Hãy đón xem mình sau 3 tuần sẽ thay đổi như thế nào nữa nhé.